Theo biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, tập đoàn Sunny sẽ triển khai xây dựng trung tâm công nghiệp Sunny Group có quy mô sản xuất ống kính camera, thiết bị quang học dùng cho ô tô và các sản phẩm quang học khác. Thời gian dự kiến đầu tư trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp chứng nhận đầu tư. Phát biểu tại buổi lễ ký kết, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải bày tỏ cảm ơn sự lựa chọn đầu tư của tập đoàn Sunny vào Thái Nguyên. Với phương châm thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cam kết sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tập đoàn Sunny tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất tại Thái Nguyên. Để sớm hiện thực hóa nội dung bản ghi nhớ giữa hai bên, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị tập đoàn sớm hoàn thành việc khảo sát, nghiên cứu các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Theo tiến độ dự án, các sở ngành địa phương cam kết luôn quan tâm, chủ động hỗ trợ, đồng hành cùng nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục đầu tư, đất đai trong khuôn khổ của pháp luật, khẳng định cam kết Thái Nguyên luôn là đối tác tin cậy lâu dài, bền vững trong tương lai đối với nhà đầu tư. Việc ký kết hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên và tập đoàn Sunny góp phần xây dựng hệ sinh thái sản xuất điện, điện tử công nghệ cao cho vùng kinh tế trung du và miền núi phía Bắc nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung du miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội theo nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.